Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 12.000 năm. 1.000 năm thứ nhất là thời kỳ chánh pháp. 1.000 năm thứ hai là thời kỳ tượng pháp. 10.000 năm sau cùng là thời kỳ mạt pháp. 1.000 năm thứ nhất, cách Phật diệt độ sắp gần. Pháp của Phật được truyền thừa vẫn chưa biến chất. Cho nên Đức Phật nói, chỉ cần tri giới, họ có thể thành tựu. Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Đến thời tượng pháp, tức 1.000 năm thứ hai, tri giới không được. Tri giới không thể thành tựu mà phải tu định. Chỉ có tu định mới có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Đến thời kỳ mạt pháp, lúc bắt đầu của 1.000 năm thứ ba, thời mạt pháp chúng ta đã qua được 1.000 năm, về sau vẫn còn 9.000 năm nữa. 1.000 năm này coi như không tệ. Hình thức của tiểu thừa và đại thừa vẫn tồn tại. Không thể nói không có người thành tựu, nhưng rất ít, giống như Long Phượng Sừng Lân vậy. Sau 1.000 năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp, tức là thời đại hiện nay của chúng ta gặp phải khổ nạn lớn lao này. Hoàng Niệm Lão lớn tuổi hơn tôi, học Phật trước tôi, rất khó được là thân cận thiện tri thức, nguồn gốc gia giáo tốt. Ông nói với tôi, về sau, nghĩa là từ nay về sau, ngoài tịnh độ ra, thì học bất kỳ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Tôi tin lời này và có thể lý giải. Vì sao vậy? Vì 84.000 pháp môn, tất cả đều phải đoạn phiền não thì mới có thể thành tựu. Phiền não dễ đoạn chăng? Cửa ải đầu tiên là phán thần kiến, có mấy người có thể làm được? Đây là cửa ải thứ nhất, nghĩa là nói không còn chấp trước thân này là ta. Đây là cửa đầu tiên, niệm niệm không quên cái ta, như vậy là không thể ra khỏi luân hồi.